Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hiện tại em đang đứng ngay chỗ dự án 01 Ngô Mây. Dự án này của chủ đầu tư Phát Đạt và chủ đầu tư Akin nha các anh chị. Dự án này nằm ở vị trí 01 Ngô Mây thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích của dự án là 5.426 m². Dự án 01 Ngô Mây gồm có 2 tòa tháp, mỗi tòa gồm 40 tầng. Tòa đầu tiên đó chính là khách sạn 5 sao và các dịch vụ thương mại. Tòa thứ hai là căn hộ và các dịch vụ thương mại. Và loại căn hộ ở đây là căn hộ du lịch nha các anh chị. Với các loại căn hộ như là căn hộ studio, căn hộ một phòng ngủ, căn hộ hai phòng ngủ. Và được xây dựng dự kiến khoảng 800 căn hộ và shop house. Định vị ở nơi đây sẽ là... Và định vị ở đây sẽ là biểu tượng mới của Quy Nhơn. Rồi bây giờ em mời các anh chị cùng đi dạo một vòng xung quanh dự án, xem thử là dự án 01 Ngô Mây nó như thế nào nha. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself.